Trời ơi, sáng quá, đẹp quá. Ủa gì vậy? Em ra cho anh review cái xe cá. Giới thiệu với anh em, đây là BMW X3 2014 X-Drive 20 nha anh em. Ở BMW X3 2014 này anh em thấy nó chạy đầy đường hết, không có gì mà độc lạ đâu. Nhưng mà riêng con này là ở Việt Nam chắc chỉ còn một chiếc thôi. Tại vì Odo lăn bánh chỉ có là 40.000. Xe một chủ đập thùng mua từ mới. Về bên trong nội thất xe và nha anh em, 10 năm tuổi nhưng xe nội thất còn được giữ rất là mới cho tới bây giờ. Ở cái xe 10 năm tuổi đó, thì thường họ sẽ bọc lại ghế da hay là tắp bi cửa hay là trần, họ cũng sẽ thay. Nó không còn được nguyên bản như từ lúc sản xuất ra từ 2014 tới nay. Nhưng xe này là đã được giữ xuyên suốt tất cả các chi tiết zin, còn từ trong ra ngoài còn theo xuyên suốt trong quá trình khách cũ sử dụng. Ở đây là chủ cũ họ cũng đã lên cái màn hình NBT trong hãng, màn hình mới gồm có Bluetooth hay là các hệ thống ứng dụng á, nó tân tiến mới hơn cái màn hình cũ của X3 đời 2014 này. Màu sáng, nội thất sang, ngồi hoài không chán, nếu chán thì nằm. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Mọi chi tiết xe anh em liên hệ với em là 0933 399 991 hay là 68 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Phú, Tân Bình Auto. Hôm nay em xin dừng clip ở đây. Xin cảm ơn quý anh chị.